bỏ cái chuyện tập tăng ông lên đây, sắc lên. Thì này chuyện tham chiếu hay làm gì? Chưa làm gì. Mình chỉ xem phần tử đầu tiên đó là thằng nào thôi. Mình có thay đổi cái tắc này không? Có thay đổi không? Không. Không thì phải truyền gì? Tham trị. Đúng rồi, cho nên hàng này có thể viết bằng như vậy. Thì viết lại vậy. Chạy bên đường không có này hết. Chạy tốt luôn á. Bên trong có giống như thằng bên kia. Mà tại sao lại có thêm thằng đó nữa? Cái này là viết theo phong cách của thầy Huân nè. Mà dành cho chuyên gia mới biết được kiểu này. Không thầy nói thiệt á. Thầy cũng ít thầy biết kiểu này đó. Tại sao đây chuyện tham chiếu? Môn này dạ mới đến với mình đó. Mà có chỉ còn phân nữa. Còn phân nghĩa là gì? Thằng số. Rồi, đây nói. Nếu bạn truyền tham trị thì về mặt bộ nhớ, khi nó chạy trong hàm này nó sẽ tạo ra một bản sao copy của thằng S. Cứ nó sẽ tạo thành S7. S7 bằng Z đó. Có giá trị bằng Z đó. Tương quyết đúng rồi. Và mọi sự thay đổi trong đây là thay đổi trên S7, không S không ảnh hưởng. Cho nên khi bạn ra khỏi hàm thì sao? S7 bị hủy đi. S vẫn giữ nguyên. Được không? Nếu mà viết kiểu này có nghĩa là bạn hình dung tình huống vậy. Giả sử như trong danh sách, xin lỗi, trong cái sách của mình có 100 anh sinh viên. Ok, mình muốn lấy anh sinh viên đó, ở đỉnh tắt ra mình coi. Thì lúc này trong bộ nhớ nó sẽ tạo ra 100 anh sinh viên ảo nữa. Bạn copy mà, 100 anh sinh viên copy nữa. Và mình lấy anh sinh viên đó ra. Sau khi mình xử anh sinh viên ở đầu ra, sau khi mình xử lý đó mình mới hủy 100 anh sinh viên ảo đi. Thì mình còn là 100 anh sinh viên gốc. Như vậy trong quá trình nó chạy lúc này nó phải tốn 200 bộ nhớ chứa 200 anh sinh viên. 100 anh thật và 100 anh copy, 100 anh ảo. Rõ không? Ok ha. Như vậy là nếu viết kiểu này thì chương trình mình khúc này nè, nó sẽ tốn 200 anh sinh viên. Mặc dù nó xài có 100 thôi ha. Rồi. Nhưng mà viết kiểu này, nếu mà truyền tham chiếu vào, khoan quan tâm chỉ còn tăng nha. Thì lúc này nó lấy góc 100 anh góc luôn, nó truyền vô và xử lý. Tuy nhiên nếu mà truyền kiểu này thì một cái rủi ro như sao? Trong này giả sử như bạn sửa gì cái sách thì cái danh sách gốc của bạn sao? Bị sửa theo. Cho nên người ta mới rào chuyện nó lại, không cho mày sửa bằng cái từ khóa còn tăng này. Được không? Có nghĩa là nó lấy bằng gốc nó xài nhưng nó không được phép sửa. Thì nếu mà code chạy khúc này nó chỉ tốn 100 bộ nhớ cho 100 anh sinh viên thôi, nó không tạo bản copy. Hiểu không? Cho nên chuyên gia nếu mà viết mà để tiết kiệm bộ nhớ thì viết kiểu này. Và bạn thấy trong slide của thầy Huân á, bạn mở biết bạn có bộ slide đó không ta? Có rồi không? Share cho rồi không? Bài này bài gì ta? Mình sách hả? Viết hoài bài kiểu này hết. Kiểm tra đầy không thấy không? Mặc dù kiểm tra đầy có đâu ảnh hưởng gì tới list đâu, nhưng mà thầy Huân vẫn truyền tham chiếu, nhưng mà gắn phần xăng vào. Đúng ra mình truyền tham chỉ là được đúng không? Đúng không ạ? Nhưng mà vẫn truyền tham chiếu mà gắn phần xăng vào. Đây là một cách rất là hay, thầy nghĩ rất là tốt. Tuy nhiên nếu bạn nào cũng thấy rất là rắc rối như vậy thôi kệ đi, viết cho chạy ra. Truyền kiểu này là hay. Thầy cũng phải biết kiểu này, nó mới khổ nữa. À, nhưng mà sau này thì giác ngộ ra được cái chuyện này. Mà thôi lỡ là thói quen là vẫn xài cái này thôi. Khi nào mình làm dán thiệt sự à, mình cần tối ưu hóa về mặt bộ nhớ, tối hóa thời gian lúc đó mình sẽ chỉnh chu code mình lại. Chúng ta sẽ bàn kiểu này là tốt nhất. Hiểu không? Ok ha. Rồi. Nói để làm gì? Để cho các bạn đọc cái slide chỗ cô Liên á. Thì bạn đừng có thắc mắc cái chỗ này, sao này là chuyện tham chỉ rồi, tại sao tham chiếu rồi, tại sao còn tăng luôn à, thật ra là như nhau thôi, như nhau, cách nó chạy là như nhau. Nhưng mà cách nó tổ chức còn nhớ khác nhau. Nếu bạn truyền tham chỉ thì nó phải tốn thêm một bản copy nữa, phải sao copy nữa để nó xử lý. Còn nếu bạn truyền tham chiếu chỗ này thì nó không tốn gì, nó lấy bằng gốc nó xử lý luôn à. Nhưng mà người ta sợ là khi mình lấy bằng gốc xử lý trong này mình lỡ bằng thay đổi gì bằng gốc thì ra ngoài nó bị hư, cho nên người ta rào cái còn tăng vào để đảm bảo là bằng gốc không bị thay đổi. Được không? Ok ha. Rồi, quay trở lại vấn đề. Bạn muốn lấy cái giá trị đứng ở đỉnh sắt ra là này nè. Tớ bằng này đứng ở 4 nha. Hình dung của tớ nằm trên này nè, 4 nè. Bạn muốn lấy này ra thì có phải bằng lấy
A mấy? 3 không? Có phải là lấy A của top chiều 1 không? Đúng không? Rồi. Lấy ra xong rồi bạn có thay đổi top không? Hay bạn dịch xuống top không? Không. Thì dịch xuống một cái là coi như thằng này mất tiêu rồi sao? Đúng không? Không dịch gì cả. Vì tên ít vậy thôi. Đây là mình lấy để mình xem thôi, mình nhìn thôi. Nha. Khi nào lấy? Khi nào nó không không rỗng. Còn nếu nó rỗng rồi thì đâu có phần tử đầu tiên đâu. Cho nên đâu lấy được ha. Thì là chỗ này là cái clip này là tương đương với lại chấm cảm EGMT nè. Nếu không rỗng thì mới lấy ra coi. Rồi. Còn đối với trang chung kết thì làm sao? Thì con đã hit rồi, lấy hit info đó là xong. Hit info. Ha, nó trả rồi giá trị của phần tử đầu tiên trong sắc này. Rồi xong. Về chăm sóc nhớ cho thầy. Bao nhiêu việc đây? Thứ nhất, khai báo một cấu trúc stack. Bên đây mình đang dùng danh sách đặt hay gọi là mảng một chiều. Và có một cái giá trị top đứng ở đỉnh đầu stack. Và top nó phải nằm giữa như vậy nè, chứ nó không có nằm ngay cái đường line của kia đâu nha. À, nằm giữa vậy nè. Rồi. Cái thứ hai là viết cái hàm init. Khởi động start bằng 0, x bản khởi động top bằng 0. Đây là quyền tham chiếu. Thứ ba là kiểm tra nó đầy hay không, loại kiểm tra nó rộng hay không. Ở đây truyền tham chỉ được rồi. Còn nếu mà muốn chuẩn hóa bộ nhớ thì có thể truyền tham chiếu nhưng mà còn xăng vào à. Và kiểm tra nó top bằng 0 không, nếu top bằng 0 thì tên true, không bằng 0 thì tên false. Cái hàm thứ tư là cái hàm kiểm đầy. Nếu mà nào cài đặt theo sách đặt mạng thì phải dùng cái kiểm đầy này. Thì kiểm tra nó có bằng nào không, maximum hay không. Nếu bằng maximum rồi thì đầy, không bằng thì chưa đầy. Còn nó sẽ liên kết thì không có kiểm tra tính đầy này. Sau đó cái hàm, ba hàm rất quan trọng là push vào, bóp ra. Bóp ra là xóa luôn phần tử ở đầu. Và cuối cùng là gì? Get top. Get top là chỉ là gì? À, xem nó là nào thôi, xem cái chuyện bao nhiêu thôi chứ không bóp ra ngoài. Hiểu không? Rồi. Cạt như thế nào? Thì có một số bài tập về stack như một bài sao? Ồ, dễ quá à. Khai báo stack ở dạng là một dãy số nguyên. Nhưng lúc này data này là kiểu gì? Data này nè. Kiểu gì? Kiểu mình. Thôi, mọi thứ mình xử lý theo kiểu mình, kiểu nguyên hết. Rồi. Có chức năng thêm phần tử vào stack và xóa phần tử ra khỏi stack. Lát nữa bổ sung thêm cái chuyện là xem phần tử ở đỉnh stack. À, lát nữa sẽ bổ sung thêm cái này. Lát nữa bổ sung ở đỉnh stack. À. Kẹp top đây. Được không? Ok ha. Rồi. Giờ cài đặt như sao? Ở ngoài con chụp ra không biết xài. Là iPhone 4 mà. Đấy, iPhone. Ừ, iPhone nó chụp buổi tối đẹp mà không biết nữa. Sao có bài gì vậy ta? Đây có bài bài mà. Có bài gì vậy? Đẹp hơn. Không có coi chụp hình đẹp bằng iPhone. Nhắm. Bán hàng à. Rồi sao đây? Rồi đầu tiên chúng ta phải khai báo cấu trúc của một stack. Stack nào? Đây là mảng số nguyên cho chúng ta khai báo in a max. Như vậy là tối đa stack này chứa mấy phần tử? 10. Ok. Sau đó chúng ta viết cái hàm khởi tạo. Chúng ta gán S bằng gì? Tôi sẽ gán top bằng gì? Không. Chúng ta có cái hàm kiểm tra đầy. Tôi sẽ kiểm tra rộng. Nếu nó bằng 0 thì chúng ta đi tên trung, ngược lại đi tên false. Chúng ta có hàm kiểm tra đầy. Ở đây thầy đang dùng thăm trị à, thì nó trị luôn. Đã chấp nhận tạo bản copy đó. Kiểm tra nếu start trong top bằng max lỡ đầy được không? Thì không thêm được nữa. Tu, rồi. Đây là hàm bóp bằng boost nè. Thêm giá trị x vào danh sách.
mình là kiểu nguyên, do mình quản lý số nguyên cho nên chỗ này là giá trị x của mình là kiểu số nguyên. Rồi kiểm tra nếu nó chưa đầy, is full chấm cảm là chưa đầy thì mình làm gì? Mình gán mảng A ở vị trí top bằng x, top là đang ở trên cùng ha, bằng x, sau đó mình tăng top 1 cộng lên 1 phần tử thì ta true nếu thành công, thì tên false nếu thất bại. Nếu đây mà trả về qin, boost này mà trả về qin á thì đây mà return gì? Nếu hàm boost này trả về qin không phải là trả về kiểu boolean mà trả về qin thì hàm chỗ này trả về return gì? Một như này không, ok tốt rồi. Bớt cũng vậy, bớt cũng vậy, kiểu ra về chứ là qin lấy phần tử ở đỉnh stack ra hủy luôn á, hủy phần tử ở đỉnh stack ra thì trả về kiểu in là giá trị phần tử bị hủy là phần tử nào. Rồi kiểm tra nếu nó không rỗng thì mới hủy, còn nếu nó rỗng đâu phần tử đâu là hủy, đúng không? Rồi thì giảm top xuống và return cái mảng A tại vị trí top đó. Sau đó nếu mà nó bị rỗng thì return luôn, không có phần tử thỏa. Display hàm này để làm gì? Hiển thị các cái phần tử trong stack để mình kiểm tra. Đơn giản là mình cứ cho for chạy từ 1 đến cuối top và mở đầu chạy về xuất giá trị A ra thôi. Còn nếu mà nó không, cái này nó không có rỗng, còn nếu bị rỗng thì xuất dòng chữ là stack empty bị rỗng. Rồi cái bài này thì chưa có đưa câu C vô cho nên là hiện nay là cái bài này sụt có thể là chưa có cái câu mà lấy ở đỉnh stack ra. Lát nó vô rồi lắm làm thêm câu này nữa. Rồi còn hay input là để làm gì? Hôm nay làm gì ta? Nhập giá trị bất kỳ, ngẫu nhiên. Đỡ câu là nhập từ tay á, tay á thì nhập vậy. Ví dụ thầy nhập sai, enter sai. Sai của thầy là phải, luôn nhớ là phải nhỏ hơn 10 nha. Tại vì stack của thầy tối đa chứa 10 à. Thầy nhập lớn quá nó không vô được. Rồi, còn bài nào ấy thì tăng lên 100 cũng được. Stack lên 100 đi cho nó nhiều. Ngàn thì quá nhiều. Rồi sau đó nó tạo cái số ngẫu nhiên từ 1 đến 10 ha. Từ 1 đến 10. Rồi mỗi lần nó tạo số nhiên nó bỏ vô stack này. Boot bỏ vô đỉnh đầu, boot bỏ vô. Cho nó hiển thị ra. Ha, hiển thị ra. Rồi, thầy sẽ thử câu này cho các bạn coi. Mày làm gì đây? Mày chạy qua trước ha. Nó chụp tượng mà nó chụp ở đằng sau tôi không biết đâu. Ta bấm một stack, sau đó gọi hàm initialize. Ủa sao không gọi hàm input ta? Đây mới là câu A nè. Rồi đây, lại. Rồi đầu tiên khởi động xong thì tắt bị sao? Bị rỗng không? Khởi động xong thì display tắt này tắt bị rỗng nè. Hiện tắt bị rỗng nè. Chưa phần tử thôi. Ok, bây giờ đây giới thiệu thầy nhập 5 phần tử. Rồi thì nó sẽ tạo ra thầy 5 phần tử ngẫu nhiên và nó ép cho stack. Đây, tạo 6 nè. Bỏ 6 cho stack, vì stack là 6. Tạo ra 2, bỏ 2 cho stack, vì stack là 6, 2. Tạo 6 nữa, bỏ 6 và stack nữa, vì stack là 6, 2, 6. Được. Bỏ 9 vô, vì 6, 2, 6, 9. Bỏ 7 vô, vì stack của thầy đang là 6, 2, 6, 9, 7. Thằng nào đang ở đỉnh stack? 7. Đúng. 7 là stack. 6 là dưới đáy đáy ha, 6 dưới đáy, 7 đang ở đỉnh stack. Ok, rồi, qua câu B. Xóa phần tử ra khỏi stack. Rồi xóa ra. Nhập lại ha. 10 đi, cho nhiều là 7 thôi. Giải thích lại nha. Thầy nói tiếp nè. Sau khi init stack thì stack thầy rỗng. Quay trở lại nãy nè. Sau đó thầy nhập sai 7 vô, nó sẽ tạo cho thầy 7 phần tử ngẫu nhiên. Đầu tiên tạo 2 trước nè, nhét vô stack nè, vì stack có 2. Tạo tiếp 5, nhét vô stack, vì stack là 2, 5. Tạo tiếp 5 nữa, nhét vô stack nó sẽ là 2, 5, 5. Sẽ trùng nhau vậy. Hả? 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 Hả?
Sao nè, bỏ chạy lại đi, cái đó nó trùng trùng chứ. Chạy lại. Rồi đó trùng rồi nè. Cái đó đi, trùng trùng. Rồi, gặp lại. 2 bỏ vô, 5 bỏ vô, 3 bỏ vô, 7 bỏ vô, 7 bỏ vô, 2 bỏ vô, 5 bỏ vô. 7 số. 2 bỏ số 7 nữa ha. Rồi giờ lấy ra nè. Lấy ra thì việc đầu tiên là lấy thằng ở đỉnh sắt ra. Rồi giá trị mấy? 5. Bóp ra 5 nè. Và sắt của thầy còn lại là gì? Tới 2 thôi. Tiếp theo bóp lần nữa ra mấy? Lấy ra mấy? 2. Vậy sắt của thầy nó còn? 7. 7. Bóp cái nữa. Lấy 7 ra thì nó còn 7 nữa. Bóp cái nữa, lấy 7 ra nữa thì nó còn 3. Bóp cái 3 thì nó còn 5. Bóp 5 còn 2. Bóp 2 luôn. Rộng, empty. Được không? Hiểu ha, lát mình làm bài này ha. Rồi. Tiếp ha. Kêu luôn đi ha, lỡ rồi. 2 bài luôn.